Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow & Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi vừa mới thực hiện xong một ca laser môi cho một chị khách hàng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Chào tất cả mọi người nhé. Mình tên là Thủy. Thì hôm nay mình đến DK, mình làm laser môi, thử thâm môi và ngoài ra mình còn làm liệu trình là xăm môi trong 2 tuần nữa. Thì chị Thủy ơi, thì không biết là môi của mình đã từng phun xăm ở nơi khác được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình đã từng làm 4 năm rồi đấy. Thì hôm nay mình đến thì thấy môi mình có tình trạng là hơi thâm, thì mình muốn là hút thử thâm môi. Mọi người có thể xem qua cái tình trạng môi của chị Thủy trước khi hút nhá. Như mọi người có thể thấy thì về mặt môi này, mặc dù là chị Thủy đã thực hiện phun xăm được 4 năm rồi, nhưng tuy nhiên thì cái phần bề mặt môi bị bết mực, ngoài ra thì màu mực bị rất là xỉn đó. Cái lý do mà nếu như mà mọi người theo dõi những cái livestream trước của DK ấy, thì chuyên gia của chúng tôi đã phân tích rất là nhiều về những cái tình trạng môi như thế này. Tức là sau cái quá trình thời gian mà khi chúng ta đã từng phun xăm mà cái tốt mực không được đảm bảo này, có pha tạp chất và pha kim loại, và với tay nghề của kỹ thuật của người làm không được ổn định, và nó sẽ dẫn đến những kết quả hậu quả là bị bết mực đó. Và như mọi người có thể thấy đây ạ, đây chính là cái tình trạng như vậy. Và ngày hôm nay thì sau khi mà được thực hiện laser môi ở tại DK thì như chúng ta thấy laser Picomark thì đã xử lý được hầu như là 85% cái mực ở trên bề mặt môi của chị Thủy rồi. Thì chị Thủy ơi, không biết là trong cái quá trình laser môi thì chị thấy thế nào ạ? Thật ra mình ban đầu mình sợ đau lắm, nhưng mà sau khi được quá trình ủ tê rồi làm thì mình thấy cảm giác như châm chích như kiến cắn thôi, cũng không có cảm giác đau gì cả. Nói chung là loại bỏ được cái cảm giác sợ hãi khi làm cái này. Đấy, sợ nhất là đau thôi. Nó khác hoàn toàn so với cái gì mà mình đã lo sợ đúng không chị? Vâng, thì theo như em được biết thì chị Thủy cũng đã đăng ký dịch vụ phun môi ở tại DK rồi đúng không ạ? Vâng, vậy chị Thủy yên tâm nhá, vì cái loại mực mà DK đang sử dụng thì đảm bảo chắc chắn trải qua một cái thời gian dài, môi của chúng ta sẽ chỉ nhạt đi thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu là bị thâm xỉn hay là bị bết mực như thế này. Vâng, chắc chắn là mọi người sẽ rất là vui cùng là đón chờ cái sản phẩm môi của chị Thủy sau khi làm môi mới ở tại DK ạ. Và cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay rất là nhiều. Và các chị em lưu ý, nếu như mà những chị em nào mà chúng ta có cái tình trạng môi thâm xỉn như thế này thì các chị em hãy nhanh tay đặt lịch đăng ký ngay và gửi cái tình trạng của mình qua các test của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ laser môi mọi người nhé.